kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng sữa đậu nành No. 1 Soya. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Tuyển sinh lớp 10, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh được tư vấn qua website. ChatGPT, lợi ích và thách thức với giáo dục. Những ngày gần đây, khu vực Nam Bộ có nhiệt độ rất cao, một số nơi có lúc nhiệt độ trên 35 độ C. Lý giải nguyên nhân nhiệt độ cao ở Nam Bộ, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, các tỉnh Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh thông thường nắng nóng xảy ra từ cuối tháng 1 đến tháng 5, thậm chí tháng 6. Các đợt nắng nóng này xuất hiện theo từng đợt từ 5 đến 7 ngày, có những đợt kéo dài cả tháng hoặc hơn một tháng, sau đó nhiệt độ giảm rồi lại có đợt khác. Theo dự báo, thời tiết ở Nam Bộ trong 2 đến 3 ngày tới, ban ngày trời nắng, nhiệt độ ban ngày xu hướng giảm nhẹ, nắng nóng tạm chấm dứt ở miền Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, đêm không mưa. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, website tư vấn nguyện vọng tuyển sinh 10 do Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ và Đào tạo YOOT vừa xây dựng xong và đã đi vào hoạt động. Đây là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10. Trang website nằm ở địa chỉ tư vấn nguyện vọng tuyển sinh 10.vn. Hệ thống sẽ cung cấp trực tuyến miễn phí đầy đủ các thông tin của các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, cũng như các công cụ hỗ trợ cha mẹ học sinh và học sinh có thể tìm hiểu, chọn lựa các nguyện vọng tuyển sinh 10 sao cho phù hợp. Chiều ngày 13 tháng 2, Liên Bộ Tài chính Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Sau kỳ điều chỉnh này, giá xăng E5 có mức giá mới là 22.869 đồng trên một lít, xăng A95 có mức giá mới là 23.767 đồng trên một lít. So với kỳ điều hành trước, giá xăng E5 tăng 540 đồng trên một lít, xăng A95 tăng 620 đồng trên một lít. Từ mức thấp hơn giá vàng thế giới gần nửa triệu đồng mỗi lượng vào đầu tháng 2, đến nay giá vàng nữ trang 4 số 9 đang đắt hơn khoảng 1,3 triệu đồng trên một lượng. Phiên giao dịch chiều ngày 13 tháng 2, giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá mua vào ở mức 66,5 triệu đồng trên một lượng và bán ra với mức 67,35 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với cuối ngày trước đó. Còn tại tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Nhuận P&G, mức giảm đối với vàng miếng SJC là 100.000 đồng trên một lượng, neo giá mua bán ở mức 66,4 đến 67,2 triệu đồng trên một lượng. Đối với các loại vàng nhẫn tròn trơn 24K, giá mua bán dao động phổ biến ở mức 53,9 đến 54,6 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng so với hôm qua. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@pháp luật.tp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng hôm nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận định. Thưa quý vị, trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, gần đây là sự ra đời của ChatGPT đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu và hiện đang là chủ đề thảo luận, nghiên cứu tại nhiều quốc gia trên thế giới. Bộ Giáo dục và Đào tạo và ngành giáo dục cũng đã chủ động tìm hiểu và nhận thức rõ cơ hội cũng như thách thức đặt ra của ChatGPT và AI đối với giáo dục. Liên quan đến nội dung này, hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm ChatGPT trí tuệ nhân tạo, lợi ích và thách thức đối với giáo dục. Nhiều ý kiến tại tọa đàm cho rằng chúng ta không nên quá lo lắng hay hoang mang về sự ra đời của ChatGPT mà nên coi nó như một trợ lý đắc lực. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại lo ngại nếu như chúng ta không biết cách sử dụng ChatGPT một cách hợp lý thì sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có những chia sẻ về vấn đề này. Như bất kỳ một thể dạng công nghệ nào mang tính hỗ trợ thì việc sử dụng cả phương diện trong giáo dục thì là phương diện người thầy và người trò đấy thì đều cần những sự cẩn trọng, cần thiết, không bao giờ thừa cả. Chúng ta lạm dụng
hay là chúng ta sử dụng một cách không đúng thời điểm, chúng ta sử dụng không đích, không đúng cái mục tiêu, mục đích của công việc thì đều có thể đưa đến những cái kết quả không tốt. Ví dụ như là từ phương diện của người học thì người học hoàn toàn có thể sử dụng ChatGPT cũng như các cái phần mềm hay là cái phần mềm trí tuệ nhân tạo khác để có thể gia tăng kiến thức, gia tăng các cái góc nhìn cho mình. Cái đấy là tốt. Đặc biệt là trong nghiên cứu, tức là ở những bậc học thì sâu hơn, cao hơn, thì người học hoàn toàn có thể tùy vào cái yêu cầu công việc của mình, yêu cầu chuyên môn của mình, có thể đặt những cái câu hỏi hay là đặt ra những cái yêu cầu. Mặc dù vậy thì tôi cho rằng là cái đó hoàn toàn không thể thay thế được người học. Và ở một cái phương diện ngược lại đấy, thì người dạy cũng thế. Giáo viên từ phổ thông cơ sở cho đến bậc đại học, thậm chí là sau đại học thì hoàn toàn cũng có thể sử dụng ChatGPT như là một công cụ trợ để có thể là gần gũi hơn với người học, hay là tìm ra những cái phương cách thông dụng hơn, nó vừa có vẻ là trí tuệ nhưng mà đồng thời cũng gọi là giản dị để tăng cường những cái hiệu quả của người dạy. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là cái đó nó cũng vẫn chỉ là cái phương tiện hỗ trợ, đặc biệt là ở các thời hiện tại thì giống như các chuyên gia của công nghệ đã nói đấy, đó là ở cái dạng rất là sơ khởi đầu tiên. Có thể chúng ta sẽ đến một cái ngưỡng nào đó, một cái thời điểm nào đó trong tương lai thì chúng ta sẽ có gọi là một cái phần mềm trí tuệ nhân tạo cao hơn mà nó có thể làm nhiều thứ hơn để chúng ta kỳ vọng. Tuy nhiên hiện tại thì chưa. Thế còn nhìn một cách tổng thể lại thì từ phương diện của người truyền tải chính thức là người thầy, là người học thì tôi cho rằng ở cái thời điểm hiện nay là có thể nói những kết quả hay những cái sản phẩm khoa học mà chúng ta nhìn thấy từ ChatGPT thì nó hoàn toàn chưa đạt đến cái ngưỡng có thể gọi là trí tuệ hay là cái gọi là cái tri thức khoa học theo đúng nghĩa mà chúng ta cần yêu cầu trong giáo dục này. Cá nhân tôi cũng có thử nghiệm một số các cái câu hỏi mang tính vấn đáp thì ở mức độ đại cương thì được. Một số câu hỏi xoáy yêu cầu họ yêu cầu chắc chắn là tôi phân tích sâu hơn thì nó cũng có sâu hơn, nhưng mà nó cũng không sâu đến cái độ của bất kỳ và như vậy có nghĩa là gì? Từ nhiều người thì cứ đặt ra một cái băn khoăn là liệu nó có thể thay thế vai trò của người thầy hay là cái nhà khoa học hay không. Tôi khẳng định là tại thời điểm này nó không thể thay thế. Người học có thể kỳ vọng vào nó được thay thế hoàn toàn theo một cái thứ gọi là lười biếng hay là tận dụng cái đó để thay cho cái việc học của mình hay không, tôi cũng chẳng được không. Bởi vì sao? Bởi vì người thầy là có cái mức độ căn bản nhìn vào cái cách thức trả lời, đọc cái bài luận mà nếu em dùng cái phần mềm cái ChatGPT đấy thì tôi có thể trả lời hay có thể khẳng định là có thể nhìn nhận đánh giá được. Và ở mức độ đó là chúng tôi chắc chắn sẽ có chất này ở cái mức nhất là có những cái mục tiêu. Cho nên là tôi cho rằng là chúng ta cũng không cần quá lo lắng về cái việc là có bị lạm dụng GPT vào trong cái công tác học hay không, thậm chí là về thầy có đối diện với nguy cơ đó. Thực ra mà có nguy cơ thì có, thách thức thì có. Vì sao? Bởi vì là khi mà học sinh này học đã dùng những cái để chúng tôi đã gia tăng những cái kiến thức đơn lẻ của họ thì cái trọng trách của người thầy là phải đứng trên vượt cao hơn những cái kiến thức đơn lẻ. Thế thì cái nhu cầu dẫn dắt, yêu cầu tổng hợp, yêu cầu về định hướng thì mọi người và như vậy cũng nên là các bạn thực sự cần thiết để người dạy cũng phải thay đổi và người học cũng có thể sử dụng các công nghệ. Cái câu chuyện của chúng ta cần phải có công nghệ trong những ơi mức thắng mức thắng number one soya chai mới siêu cool sữa đậu nành number one soya đóng chai mới với đậu nành tự nhiên siêu nhiều canxi cho xương siêu cứng number one soya chai mới siêu cool xương siêu cứng. Sữa đậu nành number one soya đóng chai mới siêu nhiều canxi cho xương siêu cứng.
Kính thưa quý vị, vừa qua Báo Pháp Luật TP HCM tiếp tục nhận được nhiều đơn thư phản ánh của bạn đọc về nhiều vấn đề trong đời sống. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của các bạn đọc gửi qua fanpage Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đọc Ánh Tuyết, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh bức xúc về tình trạng chó thả rông ở nơi chị sinh sống. Chị chia sẻ, tôi thấy báo chí đã phản ánh rất nhiều về tình trạng chó thả rông. Tuy nhiên, khu phố tôi ở, người ta nuôi cho thả rông từ mấy chục năm nay, không thấy cơ quan nào quản lý. Một hẻm nhỏ có hơn chục hộ thì gần 10 hộ nuôi chó và tất cả đều thả rông, mỗi nhà nuôi 2 đến 3 con. Tôi lo lắng bệnh chó dại xuất hiện sẽ là mối nguy hại cho người dân, nhất là trẻ nhỏ. Mong báo chí tiếp tục phản ánh để sớm dẹp hẳn tình trạng chó thả rông. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư phản ánh của bạn đọc Trương Kim Phụng, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh về việc một công ty kinh doanh vận tải bằng ô tô có hành vi vi phạm hoạt động đón trả khách trong giữ xe của khách gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống các hộ xung quanh. Đây là khu vực nội thành, không cho phép dừng đậu xe nhưng nhà xe đón trả khách trực tiếp, lấn chiếm lòng lề đường, gây ùn tắc, bất trật tự công cộng. Nhà xe còn thực hiện việc trông giữ xe cho khách, số lượng lên đến hàng trăm chiếc. Người dân sống xung quanh lo sợ tình trạng cháy nổ xảy ra vì khu giữ xe gần cửa hàng xăng dầu. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay ngày 14 tháng 2 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng sữa đậu nành No. 1 Soya. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.